بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Thì đêm nay cả chúng ta nghe một câu chuyện về một vị Sahaba nữ. Tức là những cái vị Sahaba nữ này bà ta rất là nổi tiếng. Và bà ta là một người phụ nữ có nhiều điểm để mà nổi trội. Bà ta từng tham gia jihad với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ở trận Uhud và trận Hunain. Và trong trận và trong những chiến trường đó bà ta đi làm ở cái bộ phận là hậu cần. Bà ta tiếp tế lương thực và chăm sóc người bệnh và băng bó vết thương cho những người bị thương. Thì và có trong trận Hunain thì bà ta đã thủ theo một cây dao răm nữa. Chồng của bà ta mới nói với Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam là: thưa Nabi, kìa vợ của tôi là Ummu Sulaym kìa. Bà ta lúc này có thủ theo cái cây dao răm. Thì Nabi Sallam hỏi: chứ bà thủ theo dao răm để làm gì? Thì bà ta nói: nếu như mà kẻ thù đến gần tôi sẽ dùng con dao này đâm bụng nó. Thì Nabi Sallam đã cười. Và ngoài ra bà ta còn là một người hành đạo rất là ngoan đạo, và một người sadaqa rất là nhiều, và một người sabr, là một người kiên nhẫn, một người phụ nữ. Mà cái sự kiên nhẫn của bà ta là chúng ta chắc chắn rằng khi chúng ta nghe về cái câu chuyện sự so bệt của bà ta, chúng ta sẽ ngạc nhiên rằng lại có một người phụ nữ so bệt như thế. Thì bà ta tên là Ummu Sulaym. Đây là cái danh của bà ta. Cái danh của bà ta nổi tiếng hơn cái tên thật của mình. Tên là danh của bà ta là Ummu Sulaym, còn tên thật của bà ta là Al-Ghumayso Bintu Milhan, người dân Matina thuộc bộ tộc Khazraji. Bà ta thuộc người dân Anh Sớt thân Matina. Bà ta có một lần trước là bà có chồng tên là Malik An-Nadr, nhưng lúc này chồng bà ta, sau khi chồng bà ta đi buôn á, thì bà ta đã vào Islam trước. Bà vô Islam trước chồng bà. Khi bà ta vào Islam xong thì chồng của bà ta trở về trong cuộc buôn, thì chồng bà ta đã nổi giận, nói rằng bà ta đã, ngày xưa thời của Nabi đó, những người nào mà theo Islam á, họ là bị ma nhập. Nó là gì, mày đã bị ma ám, quỷ ám rồi hả? Tức là họ lấy cái từ đó để ám chỉ là Islam. Thì bà ta mới nói: không, tôi không có bị quỷ ám gì nữa, mà tôi theo đạo của Muhammad, thì tôi theo gì? Tôn thờ Allah và tương về chứng nhận Muhammad là thiên sứ của Allah. Và bà ta đã kêu chồng bà ta vô Islam, nhưng mà chồng bà ta đã không đồng ý. Và khi chồng bà ta lúc này có chiến trường, thì bà ta, chồng bà ta đã trở lại ra xa trường, cho nên bà ta đã, chồng bà bị giết trong cái lần đó. Thì bà chồng của bà ta chưa kịp vào Islam. Nhưng bà ta có đứa con với người chồng cũ của mình tên là Anas. Và Anas này là một vị Sahaba của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sau này. Thì sau khi chồng mất, bà ta được người chờ, được một người đàn ông khác tên là Abu Talha, ông ta tên Zaid, đến hội cưới bà ta. Như lúc này ông ta là người Kafir, ông ta chưa vô Islam, nhưng bà ta đã là người Muslim. Thì bà ta mới trả lời, bà ta mới nói: người này Abu Talha, người giống như ông á, người đàn ông giống như ông á, thì nó không có thiếu gì, nó cũng rất nhiều. Nhưng mà cái điều mà tôi cưới ông á, là đồng ý thì lấy ông á, đó là gì? Đó là Islam. Tại vì tôi là người phụ nữ Islam, còn ông là người phụ nữ Kafir, ông là người đàn ông Kafir. Và tôi không thể, và luật của chúng tôi không được phép cưới người Kafir làm chồng. Thì bà người, các ông kia là một người giàu có, Abu Talha là người giàu, ông ta nói bây giờ bà, ý ông ta cứ tưởng rằng bà này đầu tiền cưới, muốn gì, muốn nói gì để mà đầu tiền cưới cho cao. Thì bà ta, ông ta mới hỏi chứ bây giờ bà muốn đầu tiền cưới bao nhiêu, cưới gì cả giá. Thì bà ta mới nói: không, vấn đề là không phải là tiền cưới, mà vấn đề đó là Islam chứ không phải Islam. Bây giờ nếu như ông đồng ý cưới tôi thì ông hãy vào Islam đi, cái tiền cưới tôi đó chính là Islam của ông. Tức là khi ông vào Islam thì cái Islam đó là tiền cưới của tôi, không cần lấy thêm bất cứ gì nữa. Và cái người đàn ông Abu Talha đó đã đồng ý, và ông ta đã vào Islam, và hai người đã nên vợ chồng. Và bà ta là người phụ nữ vào Islam ở thời kỳ đầu, tức lúc này Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam vẫn còn ở Makkah, Nabi chưa di cư đến Madina. Chúng ta biết rằng là khi mà Islam vẫn còn Makkah đó, Nabi Sallam đã cử một người Mus'ab bin Umair, ông Mus'ab bin Umair đến Madina để mà kêu gọi người ta vô Islam. Thì bà ta đã vô Islam ở thời đầu kỳ đầu đó, lúc mà Nabi đã gửi ông Mus'ab bin Umair đến gọi Islam, thì là một trong những người phụ nữ đầu tiên vô Islam. Thì
khi bà ta có chồng với có người con với có chồng sau này với ông Abu Talha thì bà ta có hai đứa con trai, một người tên là Abdullah, người con tên là Abu Ahmed. Thì cái người con Abdullah của bà ta nó bị bệnh nặng, nó bị sốt. Thì chồng của bà ta là một người đàn ông bận rộn, lo đi buôn bán và thường xuyên vắng nhà. Nhưng mà lúc bệnh, lúc mà con trai bị bệnh thì ông ta rất là lo lắng. Thì ông ta trở về nhà thường xuyên hơn, là không có đi tranh thủ thời gian để trở về nhà thường xuyên hơn và chăm sóc cho con mình. Và ông ta rất thương cái người con gì Abdullah đó. Thì trong một ngày lần nọ bà ông ta đi xa, tới chiều ông ta mới về. Thì con trai mất, con trai của bà ta mất. Thì chúng ta biết nếu mẹ mất con là một sự đau lòng không thể nào diễn tả, không có sự diễn tả nào mà có thể diễn tả được. Nhưng bà ta thì ngược lại, bà ta hoàn toàn ngược lại. Và câu chuyện này đó, nếu như không được ghi lại trong một số Bukhari Muslim sẽ chúng ta sẽ khó tin đó là thật. Nhưng mà câu chuyện này đó là thật, được ghi trong một số Bukhari và Muslim. Thì bà ta thay vì buồn khóc lóc, bà ta khóc nhưng mà bà ta không khóc như những người phụ nữ khác. Bà ta đã khóc trong khoảng thời gian đó, nhưng rồi bà ta đã nín. Và bà ta đã lấy con của mình, bà ta đi tắm, sau đó bà ta liệm. Và bà ta để lại cái vị trí phòng của nó, và bà ta làm giống như nó nằm ngủ. Bà ta làm giống hệt như nó nằm ngủ. Và bà ta mới nói với con của bà và gia đình của bà ta nói: không ai được phép nói về hiện trạng của con trai của bà ta với chồng của bà ta là Abu Talha cho đến khi nào bà là người nói cho chồng bà biết. Thì sau khi chuẩn bị cho con xong xuôi thì bà ta tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới và tự trang điểm cho bản thân mình, và bà ta xức dầu thơm, và bà ta chuẩn bị chào đón chồng mình và chuẩn bị cơm nước đầy đủ và đàng hoàng, nhà cửa sạch sẽ và đẹp. Thì chồng bà ta tới chiều trở về nhà thì bà chồng bà ta ngạc nhiên nói là gì? Từ khi con bệnh tới giờ là bà ta đã bỏ đi vấn đề chăm sóc bản thân mình tại vì lo cho con, nhưng mà hôm nay thấy vợ nó khác. Thì ông ta có lẽ là có suy nghĩ là chắc lẽ con mình nó có cái sự tiến triển tốt như là. Thì bà ta mới hỏi chứ con trai sao rồi, thì bà ta mới nói nó nằm ngủ rất ngon. Thì bà ta nói với mục đích là ý nghĩa khác. Thì chồng cứ tưởng là như vậy, thì vì bà chồng đã ăn cơm sau đó đi ngủ. Thì bà ta đêm đó bà ta đã phục vụ chồng và hai chồng đã ăn ái với nhau trong đêm hôm đó cho đến ngủ ngon giấc tới đến sáng. Cho đến khi sáng chồng ngủ được thoải mái và sáng thì đến này đó, lúc này là chồng đã thoải mái tư tưởng. Thì bà ta mới nói: này Abu Talha, ông nghĩ làm sao nếu như một người họ mượn đồ của một nhóm người khác, rồi khi cái nhóm người mà người ta cho mượn người ta lại đòi lại cám vật đó, thì cho cái nhóm người mượn đồ có được phép không trả hay không? Thì ông Abu Talha mới nói không, bắt buộc phải trả là cái món đồ đó cho người ta đã cho mượn. Thì lúc này bà ta mới nói: này Abu Talha. Thì lúc này bà ta rơi hai hàng lệ, bà ta đã khóc. Nó nói: này Abu Talha, ông hãy kiên nhẫn và sao bệt đi, con trai của ông nó mất rồi. Thì lúc này chồng bà ta nói giận, nó nói: tại sao mà con nó chết thì không cho hay mà tới giờ mới cho hay, đã dụ ăn uống nghỉ ngơi đến giờ mới cho hay. Thì chồng bà ta đứng dậy chạy vô trong phòng của con mình thì thấy con là chết. Thì ông ta rất là giận lúc này. Thì ông ta đã khiêng, ông ta đã bồng con mình đem đi ra ngoài ông ta chôn. Sau khi chôn xong, ông ta đã đi thẳng đến Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ông ta kể chuyện cho Nabi. Ông ta ý muốn nói là mét Nabi sự gì, tại sao vợ làm như vậy. Ông ta ý của ông ta muốn mét Nabi xử cho ông ta cái điều này. Thì kể cho Nabi nghe về cái điều đó. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới hỏi chứ Hồi hôm á hai vợ chồng nhà ngươi có ăn ái hay không? Thì ông ta nói có. Thì Nabi sallam mới cầu xin là gì? Barakallahu lakuma fi ghabiri laylatikuma. Là Nabi cầu xin là gì? Cầu xin Allah sallam ban barakat vào cái đêm hôm đó, cái đêm hồi hôm á, cho hai vợ chồng nhà ngươi. Nabi sallam cầu xin tại vì nghe được cái lời, cái hành động của người phụ nữ đó là một cái hành động là hình như là trên đời này chắc có lẽ là không có ai có cái hành động tương tự như cái người phụ nữ. Thì Nabi đã cầu xin barakat cho bà ta và đã khuyên ông chồng trở về cuộc sống với cái người phụ nữ đó. Thì cái ba rô cách của Nabi sallallahu alaihi wasallam cầu xin cho bà với chồng của bà là Abu Talha, thì đêm đó Allah sallallahu alaihi wasallam cho bà ta mang thai. Bà ta đã thụ thai và bà ta đã mang thai
vài tháng sau bà ta sanh ra một đứa con, sanh vào ban đêm. Và chồng của bà ta Abutalham nói không ai được phép đút đứa bé này ăn bất cứ cái gì hay là uống bất cứ gì, cái sữa cũng không luôn, để khi nào ta bồng đứa bé này đưa cho Nabi sallallahu alaihi wasallam vào sáng mai. Thì sáng đến bà ta đã bồng đứa bé đó, là con trai của mình đó, đưa cho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì Nabi đã lấy trái trà là, Nabi lấy trái trà là mà Achua của Medina đó, Nabi đã nhai nhuyễn, Nabi đã nhai nhuyễn, sau đó Nabi lấy cái miếng trà là này bị nhai, này bị đưa vô miệng, này bị gơ cái miệng của đứa trẻ đó. Và này bị đặt tên là Abdullah. Và Nabi cầu xin barakat cho đứa trẻ đó. Và barakat đến với gia đình của họ. Cái người đàn ông dân Ansar, những người dân Ansar họ kể đó, cái đứa trẻ Abdullah đó, đó lớn lên sau này có đến 9 người con trai. Và 9 người con trai đó tất cả là những người thuộc lòng Quran. Và 9 người con trai đó tất cả là alim ulama của Islam. Vì những người con của họ là gì? Ismail, Ya'qub, Umar, Umar, Muhammad, Zaid, Al-Qasim, Malik, Ishaq. Trong đó có ông Ishaq. Ông Ishaq đó, là ông đó là người ghi lại cái kitab, ghi lại đường truyền của gì? Sahih Bukhari và Muslim. Một alim nổi tiếng của thế giới Islam chúng ta là Ishaq. Thì barakat Allah Sala cầu xin cho gia đình của bà ta, cho cái hành động mà sobert của người phụ nữ đó. Bà ta đã sobert, kiên nhẫn, định mệnh Allah đã sắp như vậy, và bà ta đã chịu đựng, và cuối cùng được cái barakat của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì cái người phụ nữ này là người phụ nữ sobert, mà sự sobert của bà ta đó là nó không có người phụ nữ tương tự, có thể nói như vậy. Và bà ta đó là người rất thương Nabi. Bà ta rất thương Nabi. Con trai của bà ta là Anas đó, là con của chồng trước đó. Khi mà Anas được 10 tuổi đó, bà ta đã đem Anas để với Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bà ta nói thưa Rasul của Allah, đây là đứa trẻ con của tôi, nó là Anas, mong Nabi hãy sai giặt nó. Muốn cho Nabi ở với Nabi, Nabi sai giặt, tức là làm phục dịch cho Nabi đó. 10 tuổi bà ta đã giao con mình để cho Nabi dạy sai giặt. Và mục đích bà ta muốn cho con mình học hỏi từ Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và ông Anas đó, là người phục dịch cho Nabi. Bà ông ta kể là tôi đã phục dịch cho Nabi 10 năm. Ông là làm người sai giặt cho Nabi, làm bảo cho 10 năm. Và ông ta là người sahabat sống cuối cùng của trong giới sahabat. Tức là ông ta là người sahabat sống thọ nhất. Ông ta chết là hơn 90 tuổi. Tất cả sahabat đều chết trước ông ta hết. Ông ta là người sahabat cuối cùng trong tất cả sahabat của Nabi sallallahu alaihi wasallam, đó là Anas, con trai của Malik, và mẹ là Ummu Sulaym. Thì cái câu chuyện này đó, nó cho chúng ta rất nhiều bài học. Là trong những bài học đó đó, là nói về cái sự sahabat. Cái sahabat đó Allah sẽ hứa rằng là Ngài sẽ ban cho cái người đó cái phần thưởng mà không có giới hạn cho cái phần thưởng. Và cái sahabat nó sẽ đưa cái người đó lên vị trí trên thiên đàng, vị trí cao mà không có thể nào cao hơn vị trí đó. Và Allah Sala rất thương yêu những người nào sobert. Tại vì sobert đó nó giúp chúng ta biết được rằng về cái sự hài lòng về cái định mệnh khi Ngài đã giáng xuống. Cái định mệnh nó sẽ có tốt và có xấu, nhưng chúng ta khi được định mệnh tốt, chúng ta là mừng, hớn hở, mà chúng ta không biết rằng đó là định mệnh Allah cho mình, chứ không phải mình được. Chứ không phải là mình là người tạo nên cái điều tốt đó. Và khi mình bị cái điều xấu, mình lại cáo mặt nhăn mà, hay là mình lại có những cái hành động xấu, mình lại quên rằng là gì, mình không biết rằng cái định mệnh đó là Allah sắp cho mình phải bị như vậy. Thì nếu mình được mà mình biết tạ ơn, và nếu mình bị mình biết coi kiên nhẫn, thì đó là đức tính của người một mình. Thì cái điều đó Allah thích yêu thương hơn những người nào khác. Vì thứ hai là khi mình bị mất một cái đứa con, hay mất một cái điều gì đó, thì mình hãy biết rằng Allah Taala sẽ cho cái khác bù đắp lại cái vị trí đó. Nếu như mình biết kiên nhẫn, giống như bà ta đã mất đứa con tên là Abdullah, và Allah Taala cho là một đứa con khác tên là Abdullah. Nhưng barakat đến nhiều hơn. Một điều khác nữa, với điều này, nếu như Allah Taala lấy mình khỏi mình một đứa con đó ngay khi còn nhỏ đó, trong khi mình rất thương nó, thì mình hãy nghĩ vào một mặt khác, biết đâu được đứa trẻ này lớn lên nó sẽ là một đứa trẻ làm cho mình trở nên không ngoan đạo đối với Allah. Có những người vì con mà trở nên một người không ngoan đạo, vì
nhiều, rất nhiều hành động, giống như một câu chuyện giống như là Nabi Musa alayhi salam cùng với Khudair. Khi mà Khudair gặp một đứa trẻ, Khudair đã giết chết, Khudair đi giết chết đứa trẻ đó, thì Nabi Musa rất là giận. Nabi Musa nói tại sao ông giết đứa trẻ vô tội đó, nó một đứa trẻ vô tội sao, nó đâu có tội gì ông giết. Thì Nabi, thì Khudair sau khi cái chuyến đi đó, Khudair mới nói ta được biết rằng đứa trẻ này lớn lên nó sẽ trở thành một đứa ngông cuồng, và nó sẽ làm cho cha mẹ trở thành kafir, trong khi cha mẹ nó hiện tại là người rất là ngoan đạo, và ta giết nó vì lệnh của Allah, và ta cầu xin Allah ta la ban cho cha mẹ đó một đứa trẻ khác thay thế vị trí của nó nhưng mà tốt hơn nó. Thì chúng ta không biết được đứa trẻ lớn lên nó sẽ là cái gì, nhưng nay Allah đã lấy thì chúng ta hãy kiên nhẫn rằng Allah sẽ cho mình một cái khác tốt hơn. Đó là điều tốt nhất Allah cho mình, giống như chúng ta đã nghe từng rồi, thì những gì Allah lựa cho mình là cái đó là cái tốt nhất, cho dù mình có bị như thế nào. Thì đó là những cái bài học mới rút ra từ cái câu chuyện của các bà Ummu Sulaym, một vị sahaba nữ của Nabi sallallahu alaihi wasallam, về cái chị cao, về cái sobat. Thì mong rằng Allah subhanahu wa ta'ala ban cái barakat và cái rahmat của Ngài xuống cho chúng ta. Và cái barakat, trên cái này cũng nói có barakat nữa nè. À, chứ nhớ mình từng rồi Linh có nói là barakat của Nabi đó là trong tiếng nước bọt. Thì barakat của Nabi đã cho đứa trẻ này, khi Nabi nhai, sau đó Nabi lấy cái barakat, cái nước, cái chà lạ nhai, Nabi đã gơ cái miệng. Thì trên cơ thể Nabi tất cả mọi thứ đều là barakat hết, nhưng mà đó chỉ dành riêng cho Nabi, ngoài Nabi không có ai có được cái barakat đó. Chúng ta có thể bắt chước theo cái hành động của Nabi, nhưng chúng ta đừng bao giờ nói làm gì để chúng ta được cái barakat của mình đến với đứa trẻ đó, hay là của ai đứa trẻ đó là không có. Chỉ có thể bắt chước theo sunnah Nabi, chúng ta sẽ được cái ba la là sunnah. Còn cái barakat chỉ có Allah mới là đấng ban cho barakat. Thì cầu xin Allah ta'ala tha thứ chúng ta những gì chúng ta đã lỡ, và cầu xin Ngài hãy phù hộ chúng ta đến con đường ngay thẳng, và Ngài hài lòng, để cầu xin Ngài tha thứ và tập trung chúng ta thế này cùng với vị lãnh đạo của chúng ta là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam trong tầng Firdaus, mặt đối mặt và nói chuyện trực tiếp với người. Amin ya rab. Wallahu a'lam wa ahkam, sallallahu alaihi wa sallam.